tác dụng và giá trị dinh dưỡng của quả xoài. Xoài là một loại trái cây đặc sản của vùng nhiệt đới trong đó có Việt Nam. Xoài không chỉ là món ăn khoái khẩu đối với nhiều người nhưng không phải ai cũng biết tác dụng và giá trị dinh dưỡng của quả xoài. Trong bài sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề trên. Giá trị dinh dưỡng của quả xoài Xoài là một loại trái cây nhiệt đới được trồng và tiêu thụ phổ biến tại các nước thuộc khu vực Nam Á, Đông Nam Á, châu Mỹ, Latin và châu Phi. Hiện nay, Tổ chức Nông lương Thế giới xếp xoài vào một trong 12 loại trái cây được tiêu thụ mạnh và một trong năm trái cây giàu dưỡng chất trên thế giới. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sản lượng và chất lượng xoài cao trên thế giới, trong đó vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có sản lượng xoài lớn nhất cả nước có thể kể đến các thương hiệu xoài nổi tiếng trong nước như xoài đồng nai, xoài cát hòa lộc, xoài tượng bến tre, xoài thái tiền giang, đồng tháp. Xoài được dùng để ăn và vì có hình dáng đẹp nên được dùng nhiều trong cúng kiếng ở các dịp lễ lạt, trong mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền của người Nam Bộ có hình ảnh quả xoài tượng trưng cho chữ tiêu xài. Về mặt dinh dưỡng, xoài đứng top 5 trong những trái cây giàu dinh dưỡng. Trong xoài có calo, lipid, cholesterol, nitri 1, kali 168 carbon hydrat, chất xơ, đường, protein, vitamin, canxi, sắt, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, magie. Đây đều là những dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe của con người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thường xuyên ăn xoài chín rất tốt cho sức khỏe và có thể ngăn ngừa nhiều chứng bệnh khác nhau. tác dụng của quả xoài với thành phần dinh dưỡng nêu trên xoài mang đến nhiều công dụng hữu ích về sức khỏe cũng như tác dụng điều trị bệnh tật dưới đây là một số tác dụng nổi bật của xoài tăng cường sức đề kháng trong quả xoài chín có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, trong đó các loại vitamin dồi dào có chức năng tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Những người thường xuyên ăn xoài chín thường có nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm ít hơn người bình thường. Tăng cường chức năng sinh lý và ham muốn tình dục. Xoài chín là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời cho cơ thể sống của con người. Các nghiên cứu dinh dưỡng hàng đầu tại Mỹ gần đây đã chỉ ra tầm quan trọng của dinh dưỡng từ thực phẩm giúp cải thiện chất lượng cuộc yêu của các đôi. Ăn xoài trong bữa ăn sẽ giúp nhu cầu và khả năng sinh lý của các đấng mày dâu tăng nhanh. Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa Nếu như đu đủ được xem là vua, trong những loại trái cây tốt cho hệ tiêu hóa thì xoài cũng xếp thứ nhì bảng. Với hàm lượng enzyme, để chuyển hóa protein cũng thành phần chất xơ dồi dào, xoài cực kỳ tốt tiêu hóa và bài tiết. Giảm buồn nôn do ngén. các nghiên cứu đã chứng minh được lý do vì sao khi mang thai các mẹ bầu thường thích ăn đồ chua và xoài, đơn giản là vì ăn xoài xanh khi mang thai sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng ốm ngén, nôn mửa do ốm ngén. Bên cạnh đó, ăn xoài xanh trong lúc mang bầu còn giúp làm giảm nguy cơ bị thiếu máu khi mang thai do vitamin C. Trị run sán hiệu quả Một nghiên cứu tại Ấn Độ đã chứng minh vị chua đặc trưng của xoài có khả năng trị run sán rất tốt. trên đây là những thông tin liên quan đến tác dụng và giá trị dinh dưỡng của quả xoài hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức về sức khỏe để chăm sóc sức khỏe của mình và người thân tốt hơn